Thứ nhất là một vị góp ý là khóa tu chất lượng từ những vị xuất gia đến ban tổ chức. Không gian chùa luôn sạch đẹp, đồ ăn thức uống đầy đủ dinh dưỡng. Các thầy dạy quá tâm huyết chánh kiến, một lần nữa con xin chân thành gửi lời khen đến ban phụng sự. Rồi xin cảm ơn quý vị. Con mong rằng sư sẽ có đầy đủ nhân duyên tổ chức thêm nhiều khóa tu xuất gia gieo duyên để Việt Nam có được một vườn hoa xinh đẹp và có được những vị tăng đầy đủ chánh kiến. Đó là những mảnh ruộng tốt phì nhiêu cho Phật tử có cơ hội gieo trồng. Sư cũng mong muốn là mình sẽ tổ chức được nhiều khóa tu hơn. Nhưng mà để được như vậy thì chúng ta còn cần rất nhiều nhân lực, từ các vị phụng sự cho đến các sư thì còn cần rất là nhiều. Cho nên là quý vị có thể tham gia để góp một phần công sức cho cái công cuộc hoằng pháp, có thể là làm phụng sự, hoặc có thể quý vị làm những vị xuất gia, để trong những cái khóa tới quý vị có thể lên trên đây để học, rồi để chia sẻ, hướng dẫn lại những vị đi sau. Cho nên là sẽ rất là cần rất là nhiều nhân lực, chứ còn một mình sư thì sư không có kham hết được. Con thành kính tri ân tất cả đưa đến kết quả khóa tu viên mãn như ngày hôm nay. Con xuất gia gieo duyên với mục đích là nuôi nhân lành, với mong muốn thành đạo, thánh đạo trong đời vị lai. Khi chân thành tâm ý nhưng có thêm vị tu nữ, người nữ xung quanh làm con cảm thấy chưa trọn vẹn, làm con thấy hoang mang khi gặp và có tâm đề phòng. Đề phòng là tốt. Tại vì rõ ràng trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài Ananda hỏi Bạch Thế Tôn, bây giờ sau này chúng con sẽ phải làm gì đối với người nữ? Đức Thế Tôn nói là đừng có gặp họ. Ngài Ananda mới nói là nhưng nếu như con phải gặp họ thì con phải làm sao? Đức Thế Tôn nói đừng có nhìn họ. Rồi nếu như con phải nhìn thì phải làm sao? Thì đừng có nói chuyện với họ. Nếu mà con phải nói chuyện thì phải làm sao? Thì chánh niệm tỉnh giác. Cho nên nếu như mà mình yếu, mà mình gặp người nữ thì đương nhiên là mình phải đề phòng. Tốt nhất là đừng có gặp. Không có ai trách mình hết trơn. Không sao hết, mấy sư hiểu. Còn sư thì hoằng pháp, cho nên là có nhiều khi là cũng phải tiếp xúc với phụ nữ. Thành ra là mình cũng phải ráng giữ mình. Còn nếu như mà quý vị tu mà nó rốt ráo thì tốt nhất là đừng có nhìn, phiền. Phải nói sư tổ chức cái khóa tu này, sư càng thấm hơn cái lời chia sẻ của Hòa Thượng Thanh Từ, là quản 100 ông tăng không có mệt bằng quản 10 bà ni. Nói nó hơi kỳ, chứ còn trong 7 ngày khóa tu là sư nghe đủ thứ chuyện, có toàn là chuyện minh ni không à. Cho nên là thôi, nếu mà không có đụng tới phụ nữ là tốt nhất. Một quy đóng góp ý kiến là một quy trình rõ ràng hơn, người sử dụng khóa này sẽ chuẩn bị cho khóa sau. Chưa phân rõ ràng trách nhiệm của từng công việc, đặc biệt là khóa tu sẽ thành công hơn nữa nếu các sa di tu nữ tịnh khẩu một cách rốt ráo hơn. Đặc điểm của khóa này á, là sư giảm bớt cái công việc của các vị phụng sự lại. Bởi vì nếu như mà mình tu thật sự ở trong các tự viện
thì mình phải tự thân vận động chứ đâu có ai mà giúp đỡ mình, tự mình phải giúp đỡ nhau. Cho nên là ít các bạn phụng sự. Mà các bạn phụng sự á, trách nhiệm của các bạn đó là gì? Một trong những trách nhiệm của các bạn phụng sự là nhắc nhở để cho chúng ta giữ gìn tịnh khẩu. Mà khi thiếu á, thì chúng ta khó gìn giữ. Mà nó kẹt một cái như vậy nè, là khi mình xuất gia, mình là ông sư rồi, là cô tu nữ rồi, mình giữ 8 giới, giữ 10 giới, còn các vị ấy giữ 5 giới à. Nó rất là khó để nhắc nhở quý vị. Mà nếu như á, sư giao chỉ định cho sư này hoặc sư kia giúp đỡ, thì có khi là giống như hồi xưa quý vị đi học, quý vị ghét giám thị làm sao thì giờ có khi sẽ ghét các vị ấy vậy. Nó cũng khó cho các vị đó. Cho nên là sư khuyến khích cái sự tự giác. Bởi vì rất nhiều người yêu thích sự yên tĩnh. Thành ra là cho đến mức là tư sư mới nói là trong phòng là không có nói chuyện, muốn nói chuyện đi ra ngoài nói, để cái không gian cho những vị yêu thích sự yên tĩnh. Đó là như vậy đấy. Còn khi mà một cái khóa tu như là khóa thiền á, thì chắc chắn là chúng ta phải tịnh khẩu nhiều hơn. Mà phải nói cho tới hôm nay là cuối khóa rồi, có một điều mà sư chưa có làm được. Đó là phạt những vị nói nhiều. Chứ đáng lẽ ra đó là phải như vậy. Chắc có lẽ là sư hiền quá. Cho nên là cái này sư nhận trách nhiệm ha, nhận trách nhiệm sẽ rút kinh nghiệm cho khóa sau. Con có ý kiến đại đức giữ gìn sức khỏe nhiều hơn để giáo dạy và sẽ tổ chức khóa tu xuất gia nhiều cho chúng con. Sư cũng muốn giữ sức khỏe. Thì nói chung là sư sẽ cố gắng. Nhưng mà muốn mà sư khỏe hơn thì cần có nhiều vị hỗ trợ hơn. Thì như vậy sư sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Quanh đi quẩn lại cũng là do thiếu nhân lực thôi. Còn một vị thì đóng góp ý kiến là con thấy thực phẩm quá nhiều, không sử dụng nên lãng phí quá. Thì xin thưa là chủ trương của sư á, là không lãng phí thực phẩm đâu. Bởi vì thứ nhất, sư có nói với quý vị là cái gì mà mình không có ăn thì mình cần phải xả ra. Tức là mình chỉ giữ lại cái phần vừa đủ cho mình trong buổi sáng thôi, hoặc là chỉ vừa đủ cho mình trong buổi trưa thôi. Cái phần dư á, thì mình để ra ngoài để chi? Để nó còn nguyên. Khi nó còn nguyên như vậy á, mình đem cho người khác, người ta sử dụng nó thoải mái. Cho nên là cái việc đầu tiên là sư nghĩ nó không có lãng phí. Rồi cái thứ hai á, là khi mà quý vị để cái phần mà thực phẩm dư ra như vậy á, thứ nhất là mình chi phước lại cho Phật tử, cho thí chủ. Cái thứ hai á, là những phần thực phẩm đó thì sẽ đem cho những người nghèo, các bạn phụng sự và các vị trong chùa thì sẽ đem cho phần thực phẩm đó đến những người nghèo ở xung quanh Thiền viện Nguyên Thủy. Cho nên là không hề lãng phí một tí nào cả. Rồi ngay cả những thực phẩm mà quý vị ăn không hết mình bỏ thì cũng có thể là cho những cái loài súc sanh ăn, như là những con chó, hoặc là đồ ăn thức uống thì cũng bỏ riêng ra một nơi để có thể con này con kia nó ăn. Cho nên là đời sống tu sĩ của chúng ta trong suốt khóa tu này nó không có lãng phí. Cho nên là quý vị không cần phải lo lắng ha. Và bây giờ thì cũng vừa phải lẻ rồi. Không biết là hai đại đức có chia sẻ gì hay không. Nếu mà không thì chúng ta hồi hướng. Và mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Do sự phước báo mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong
cho các vị ấy hằng được yên vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã qua vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được yên vui. Do sự phước bao mà chúng tôi đã trong sanh làm đây, hay là mối duyên lành để dưng khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày vi lai.